Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, việc lấy vợ gả chồng là việc trọng đại trong cuộc đời mỗi con người. Vì thế hai người lấy nhau được hòa thuận, êm ấm, thuận buồm xuôi gió trong công việc thì việc xem các yếu tố giữa hai người có hợp nhau hay không là rất quan trọng. Trong đó việc xem xét cung mệnh của vợ và chồng được nhiều người tin tưởng. Vậy chồng khôn lấy vợ cung gì và vợ cung khôn lấy chồng cung nào là tốt nhất được nhiều người thắc mắc. Để giải đáp vấn đề này, các bạn hãy theo dõi những chia sẻ dưới đây. Quý vị thân mến, việc thành vợ thành chồng là do duyên phận, nhưng cũng cần phải xem tuổi có hợp khắc ra sao. Chồng cung khôn lấy vợ cung gì thì hôn nhân bền vững, tiền bạc dư giả. Yếu tố cung là một những yếu tố quan trọng không thể thiếu để xem tuổi kết hôn của hai vợ chồng có hợp nhau hay không. Dựa vào năm sinh, người ta chia nam nữ có 8 cung khác nhau, gồm cung Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Càn, Khả, Cấn, Chấn. Nếu hai tuổi của vợ và chồng ở trong nhóm sinh khí, phúc đức, thiên y, phục vị thì rất tốt. Điều này báo hiệu một cuộc hôn nhân bền vững, con cái ngoan hiền, công danh sự nghiệp phát đạt. Ngược lại cực kỳ xấu nếu tuổi của vợ và chồng thuộc vào nhóm ngũ quỷ, lục sát, họa hại, tuyệt mạng. Cặp đôi khốn đốn, công danh sự nghiệp bất thành. Nguy hiểm hơn có thể tai ương, tật ách thê thảm, nửa đời sanh ly, căn kiết, đa chân lận đận, duyên nợ lìa tan. Xin mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ ngay sau đây, chọn lựa cho mình ý chung nhân như ý. 1. Chồng cung khôn, vợ cung cấn thuộc sinh khí tốt. Trong số các cặp vợ chồng thì vợ cung cấn, chồng cung khôn sẽ giúp cho cuộc sống gia đình hòa thuận, kinh tế vững vàng và có chiều hướng tăng tiến tốt đẹp. Dù là theo nghiệp làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương thì hai vợ chồng cũng đều giúp sức, nâng đỡ cho nhau, tiền bạc dư giả, cuộc sống thoải mái, an khang thịnh vượng. Chồng cung khôn bao gồm 1926 Bính Dần, 1932 Nhâm Thân, 1935 Ất Hợi, 1941 Tân Tỵ, 1944 Sát Thân, 1950 Canh Dần, 1953 Quý Tỵ, 1959 Kỷ Hợi, 1962 Nhâm Dần, 1968 Mậu Thân, 1971 Tân Hợi, 1977 Đinh Tỵ, 1980 Canh Thân, 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ, 1995 Ất Hợi, 1998 Mậu Dần, 2004 Sát Thân, 2007 Đinh Hợi, 2013 Quý Tỵ và 2016 Bính Thân. Vợ cung cấn bao gồm 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Giáp Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu, 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý và 1981 Tân Dậu. 2. Chồng cung khôn, vợ cung càn thuộc phúc đức, duyên niên, tốt. Xem tuổi vợ chồng khôn càn, hai người này đến với nhau là do duyên nợ từ kiếp trước, có thể trải qua nhiều trắc trở mới đến được với nhau, cũng có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nói chung, theo tử vi ngày nay.com, tình cảm của hai người chân thành và thắm thiết, khó có gì có thể tách rời. Được quý nhân phù trợ nên hai vợ chồng làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, số phú quý cát tường, hậu vận tốt đẹp, ăn nhàn hưởng phúc. Chồng cung khôn bao gồm 1926 Bính Dần, 1932 Nhâm Thân, 1935 Ất Hợi, 1941 Tân Tỵ, 1944 Giáp Thân, 1950 Canh Dần, 1953 Quý Tỵ, 1959 Kỷ Hợi, 1962 Nhâm Dần, 1968 Mậu Thân, 1971 Tân Hợi, 1977 Đinh Tỵ, 1980 Canh Thân, 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ, 1995 Ất Hợi, 1998 Mậu Dần, 2004 Sát Thân, 2007 Đinh Hợi, 2013 Quý Tỵ và 2016 Bính Thân. Vợ cung càn bao gồm 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu và 2018 Mậu Tuất. 3. Chồng cung khôn, vợ cung đoài thuộc thiên y, tốt.
Nếu hai vợ chồng mà nam cung khôn, nữ cung đoài thì hai người ở bên nhau sẽ hạnh phúc dài lâu, số mệnh trường thọ, lộc tài cũng dồi dào. Nếu sinh con trai thì con dễ làm nên chuyện lớn, thường phát về đường quan lộc. Con gái thảo hiền, cha mẹ được nhờ cậy nhiều, cuộc sống an nhàn, không có điều gì nuối tiếc. Chồng cung khôn bao gồm 1926 Bính Dần, 1932 Nhâm Thân, 1935 Ất Hợi, 1941 Tân Tỵ, 1941 1944 Giáp Thân, 1950 Canh Dần, 1953 Quý Tỵ, 1959 Kỷ Hợi, 1962 Nhâm Dần, 1968 Mậu Thân, 1971 Tân Hợi, 1977 Đinh Tỵ, 1980 Canh Thân, 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ, 1995 Ất Hợi, 1998 Mậu Dần, 2004 Giáp Thân, 2007 Đinh Hợi, 2013 Quý Tỵ và 2016 Bính Thân. Vợ cung đoài bao gồm 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ và 2010 Canh Dần. 4. Chồng cung khôn, vợ cung khôn thuộc phục vị tốt. Nếu người chồng thuộc cung khôn mà lấy cùng cung thì vận số khá tốt, tình cảm hai người gắn bó thắm thiết, con cháu nhiều phúc lộc. Tuy nhiên, tới tuổi trung niên cần có sự chuẩn bị đề phòng những chuyện bất trắc có thể xảy ra. Đời người nhiều thăng trầm cũng chính là vào thời điểm này. Nếu có thể vượt qua thì hậu vận phú quý cát tường, tuổi già an ấm bên con cháu thảo hiền. Chồng cung khôn bao gồm 1926 Bính Dần, 1932 Nhâm Thân, 1935 Ất Hợi, 1941 Tân Tỵ, 1944 Giáp Thân, 1950 Canh Dần, 1953 Quý Tỵ, 1959 Kỷ Hợi, 1962 Nhâm Dần, 1968 Mậu Thân, 1971 Tân Hợi, 1977 Đinh Tỵ, 1980 Canh Thân, 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ, 1995 Ất Hợi, 1998 Mậu Dần, 2004 Giáp Thân, 2007 Đinh Hợi, 2013 Quý Tỵ và 2016 Bính Thân. Vợ cung khôn bao gồm 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Giáp Ngọ. 5. Chồng cung khôn, vợ cung tốn thuộc ngũ quỷ xấu. Với cặp đôi chồng cung khôn vợ tốn này, tử vi cho thấy số phận hai người long đong lận đận, cực khổ vất vả vô cùng. Nhiều lúc tưởng chừng đã sắp thành công thì chỉ một bất trắc nhỏ cũng khiến cho tất cả đổ vỡ. Cuộc sống gia đình kém an yên, con cái bất hòa, gia đạo lục đục, tình cảm vợ chồng con cái lạnh nhạt. Chồng cung khôn bao gồm 1926 Bính Dần, 1932 Nhâm Thân, 1935 Ất Hợi, 1941 Tân Tỵ, 1944 Giáp Thân, 1950 Canh Dần, 1953 Quý Tỵ, 1959 Kỷ Hợi, 1962 Nhâm Dần, 1968 Mậu Thân, 1971 Tân Hợi, 1977 Đinh Tỵ, 1980 Canh Thân, 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ, 1995 Ất Hợi, 1998 Mậu Dần, 2004 Giáp Thân, 2007 Đinh Hợi, 2013 Quý Tỵ và 2016 Bính Thân. Vợ cung tốn bao gồm những tuổi sau: 1935 Ất Hợi, 1944 Giáp Thân, 1953 Quý Tỵ, 1962 Nhâm Dần, 1971 Tân Hợi, 1980 Canh Thân, 1989 Kỷ Tỵ, 1998 Mậu Dần, 2007 Đinh Hợi và 2016 Bính Thân. 6. Chồng cung khôn, vợ cung ly thuộc lục sát xấu. Phạm phải số kiếp, cặp vợ chồng này khó có được hạnh phúc bền lâu, nhiều chuyện xui xẻo xảy ra, tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Hai người phải chịu cảnh sầu bi buồn thảm, cuộc sống tương lai mơ hồ, kém ổn định, không có gì đảm bảo. Chồng cung khôn bao gồm 1926 Bính Dần, 1932 Nhâm Thân, 1935 Ất Hợi, 1941 Tân Tỵ, 1944 Giáp Thân, 1950 Canh Dần, 1953 Quý Tỵ, 1959 Kỷ Hợi, 1962 Nhâm Dần, 1968 Mậu Thân, 1971 Tân Hợi, 1977 Đinh Tỵ, 1980 Canh Thân, 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ, 1995 Ất Hợi, 1998 Mậu Dần, 2004 Giáp Thân, 2007 Đinh Hợi, 2013 Quý Tỵ và 2016 Bính Thân. Vợ cung ly bao gồm
1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn và 1926 Bính Dần. 7. Chồng cung khôn, vợ cung chấn thuộc họa hại xấu. Chồng khôn mà lấy vợ cung chấn không vướng họa lao tù thì cũng gặp hạn bệnh tật liên miên. Sự kết hợp giữa hai người này không được cắt lành, dù có duyên nhưng cũng đa phần là có nợ. Cuộc đời nhiều chuyện buồn đau, tài chính bấp bênh, sinh kế không ổn định, vợ chồng cũng vì thế mà nảy sinh nhiều bất an. Chồng cung khôn bao gồm 1926 Bính Dần, 1932 Nhâm Thân, 1935 Ất Hợi, 1941 Tân Tỵ, 1944 Giáp Thân, 1950 Canh Dần, 1953 Quý Tỵ, 1959 Kỷ Hợi, 1962 Nhâm Dần, 1968 Mậu Thân, 1971 Tân Hợi, 1977 Đinh Tỵ, 1980 Canh Thân, 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ, 1995 Ất Hợi, 1998 Mậu Dần, 2004 Giáp Thân, 2007 Đinh Hợi, 2013 Quý Tỵ và 2016 Bính Thân. Vợ cung chấn bao gồm 1925 Ất Sửu, 1934 Giáp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất và 2015 Ất Mùi. 8. Chồng cung khôn, vợ cung khảm thuộc tuyệt mệnh xấu. Hai người này đến với nhau cần phải cân nhắc kỹ càng, xem tình cảm đã đủ chín, có thực sự muốn chung sống với nhau hay không. Bởi theo kiến thức tử vi về xem tuổi vợ chồng thì chồng khôn vợ khảm lâm vào tuyệt mệnh. Hai người có điểm ly tán, đổi rời, có thể duyên phận đến nhưng cuối cùng phải chịu cảnh dở dang sầu thảm. Chồng cung khôn bao gồm các tuổi 1926 Bính Dần, 1932 Nhâm Thân, 1935 Ất Hợi, 1941 Tân Tỵ, 1944 Giáp Thân, 1950 Canh Dần, 1953 Quý Tỵ, 1959 Kỷ Hợi, 1962 Nhâm Dần, 1968 Mậu Thân, 1971 Tân Hợi, 1977 Đinh Tỵ, 1980 Canh Thân, 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ, 1995 Ất Hợi, 1998 Mậu Dần, 2004 Giáp Thân, 2007 Đinh Hợi, 2013 Quý Tỵ và 2016 Bính Thân. Vợ cung khảm bao gồm những tuổi sau: 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Giáp Thân và 2013 Quý Tỵ. Trên đây là 8 cặp con giáp cung khôn lấy các cung khác, cắt hung của từng cung đã chia sẻ ở trên. Vậy làm cách nào để hóa giải những cặp con giáp lục sát, họa hại, ngũ quỷ, tuyệt mạng này? Như chúng ta đã biết, chuyện vợ chồng là nhân duyên tiền định, đôi khi có tránh cũng không được. Nhưng đó là thiên duyên hay nghiệp duyên thì còn phụ thuộc vào phúc phận của mỗi chúng ta. Nếu phúc dày sẽ có cơ hội tránh được những hung họa này, còn phúc mỏng thì vạn sự tùy duyên. Trong phong thủy, để tăng phúc trợ duyên và để hóa giải những cặp con giáp lấy nhau phạm vào những cung xấu khi lấy nhau, các bậc thầy phong thủy vẫn khuyên dùng những pháp khí của nhà Phật như là Bát Bảo Tâm Kinh hay Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mặt trước có khắc hình bát bảo trên bông hoa sẽ, mặt sau là thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, tăng phúc trợ duyên, hóa giải những xung khắc xấu đến với mỗi chúng ta, nhất là những cặp vợ chồng phạm vào những cung xấu này, giúp cho cuộc sống được an bình, hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những cặp vợ chồng thuộc cung xấu, cả đời vất vả, họa vô đơn chí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.